là cái trường hợp mà nó có phân phối chuẩn mà chưa có biết cái sigma đó em. Đấy. Thì nếu mà có sigma lúc nãy là mình thế vô mình tính rồi, bây giờ không có sigma thì mình sao? Mình nhờ cái định lý phân phối của phương xe mẫu đó. Thì ở chỗ cái này là cái định lý số số 5 của chương 4 đó, ở trên cái bài giảng của thầy nha. Thì cái T này là nó có phân phối student nè, N trừ 1 nè. Cái phân phối student thì cái dáng điệu của nó cũng giống như phân phối chuẩn nha. Cái dáng điệu của nó tức là ý thầy nói là cái đồ thị của hàm mật độ của nó thì nó cũng có dạng như thế này nè, nó cũng có dạng chuẩn như thế này, đúng không? Thì bây giờ ở đây mình cũng có định nghĩa cái này là hàm mật độ của phân phối student á, thì người ta cũng định nghĩa cái giá trị phân vị cùng là cái giá trị và cái giá trị tới hạn của nó, đúng không? Cái chỗ này là mình ký hiệu đó là T alpha chia 2. T alpha chia 2 thì cái phần này đảo qua bên phải là nó sẽ có diện tích bằng alpha chia 2. Thì cái T alpha chia 2 này nó chính là cái xác suất để biến ngẫu nhiên T có phân phối chuẩn này nó lớn hơn T alpha chia 2, nó bằng alpha chia 2. Thì người ta sẽ tìm được cái số này. Thì cái quá trình mà nó lập luận để tìm cái khoản tin cậy này, cái khoản ước lượng này đó, nó cũng giống như cái phần phân phối chuẩn này. Nhưng mà đây nó sẽ dùng cái hàm phân phối, nó dùng cái công thức tính xác suất của phân phối siêu năng, thấy không? Là nó sẽ suy ra được con số này. Như vậy thì em nhớ cho thầy là cái khoản khoản ước lượng cho mi với độ tin cậy 1 trừ alpha đó, và cái này thì gọi tắt là khoản tin cậy 1 trừ alpha cho mi, nó sẽ là x ngang trừ e, x ngang cộng e, với e nó sẽ bằng t n trừ 1 alpha chia 2 nhân cho s chia kn. Thì cái t này nó chính là cái gì? Là giá trị tới hạn mức alpha chia 2 của cái phân phối student. Cái này gọi là phân phối student nha, không? Phân phối sinh viên đó, phân phối student n trừ 1 bậc tự do, bậc tự do. Cái chỗ này nó gọi là bậc tự do, cái chỗ này nó gọi là bậc tự do này. Và ví dụ như kích thước mẫu của mình là 19 thì cái n cái bậc tự do mình phải tra đó là 18 này. Cái số bậc tự do nó giảm đi một so với kích thước mẫu ha. Nếu mà chỗ này là n là 20 thì chỗ này mình tra cái chỗ 19. Đấy. Bây giờ cụ thể là mình sẽ áp dụng công thức này vô luôn, mình xem cái ví dụ này. Bây giờ khối lượng các cái bao bột mì tại tại một cửa hàng lương thực nó tuân theo luật phân phối chuẩn. Em cùng đọc cái đề giùm thầy ha. Khối lượng các bao bột mì tại một cửa hàng lương thực tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Bây giờ kiểm tra 20 bao, thấy khối lượng trung bình các cái bao bột mì là 48 kg. Và cái độ lệch chuẩn mẫu, em lưu ý là nó cũng cho độ lệch chuẩn, nhưng mà nó không có phải là độ lệch chuẩn tổng thể mà nó có kèm theo chữ chữ mẫu, độ lệch chuẩn mẫu. Và độ lệch chuẩn mẫu thì mình ký hiệu là S nha các em. Thì trong cái bài làm đó thì em lưu ý là khi mà mình ký hiệu sigma này là cái này là độ lệch chuẩn của tổng thể. Không. Mình ký hiệu S là gì? S là độ lệch chuẩn của mẫu. Không. Đấy, thì ở đây nó ký hiệu S nè, là độ lệch chuẩn mẫu nè. Đúng chưa? Độ lệch chuẩn mẫu là đề nó cho là 0,5. Và nó hỏi là với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng khối lượng trung bình của các bao bột mì thuộc cửa hàng trên. Đúng chưa? Thì cái điều chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ tìm cái khoản ước lượng cho cái khối lượng trung bình của các cái bao bột mì. Tức là ở đây mình sẽ tìm cái gì? Lúc nào mình cũng trong cái bài toán này thì lúc nào mình cũng phải tìm là x ngang trừ e, x ngang cộng e, x ngang trừ e, x ngang cộng e. Thì cái này ở trong cái giáo trình chúng ta gọi là khoản ước lượng hai phía, khoản ước lượng hai phía. Cho nên thầy không có để. Thì để phân biệt thì mình sẽ gọi là khoản ước lượng với khoản ước lượng phía phải phía trái. Thì mình ngầm hiểu đây là khoản ước lượng hai phía. Thì bây giờ mình sẽ tìm x ngang trừ e, x ngang cộng e.
Có nghĩa là mình sẽ tìm hai cái đầu mút này để mà ước lượng cho cái khối lượng trung bình của các cái bao bột mì này. Thì ở đây cái biến mình khảo sát đây là biến ngẫu nhiên chỉ khối lượng mỗi bao bột mì. Cái này là mỗi bao bột mì, thầy ghi thiếu chữ y gì. Đấy. Thì bây giờ là mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ khối lượng mỗi bao bột mì. Thì x nó có phân phối chuẩn mà chưa biết độ lệch chuẩn em. Tại vì ở đây nó đề nó cho độ lệch chuẩn mẫu mà. Đâu nó cho độ lệch chuẩn tổng thể đâu. Thấy không? Thì ở đây là mình chỉ biết cái độ lệch chuẩn mẫu thôi. Đấy. Như vậy thì mình sẽ tìm cái ước lượng khoảng cho khối lượng trung bình với độ tin cậy 95%. Tức là ở đây mình sẽ tìm là cái x ngang trừ e nè, rồi x ngang cộng e. Nhưng mà ở đây là do cái phân phối chuẩn mà nó chưa có biết độ lệch chuẩn cho nên cái e mình sẽ tính theo công thức là bằng cái gì? T n trừ 1 alpha chia 2 nhân cho s chia căn n, đúng không? Vậy thì trước tiên mình phải tìm cái t này nè, tìm cái t này ra nè. Rồi sau đó mình tính cái e, sau đó mình mới tính x ngang trừ e, x ngang cộng e, đúng chưa? Thì cái quy trình mình sẽ tính như thế. Đây cái công thức của mình nè. Trường hợp x có phân phối chuẩn chưa biết độ lệch chuẩn. Chưa biết độ lệch chuẩn, đây là độ lệch chuẩn này là độ lệch chuẩn sigma, độ lệch chuẩn tổng thể. Thì mình phải tìm cái e theo công thức này, đúng chưa? E bằng cái gì? T n trừ 1 alpha chia 2 nhân cho s chia căn n. Đúng không? Bây giờ đấy thì bây giờ mình cũng xuất phát từ cái độ tin cậy nó cho nè, đúng không? Mình cho độ tin cậy nè. Thì đối với em tra cái bảng mà t đó thì em chỉ tính alpha chia 2 thôi, em khỏi cần tính 1 trừ alpha chia 2 ha. Như vậy nãy mình phải tính 1 trừ alpha chia 2. Bây giờ mình có là 1 trừ alpha là 0,95 nè, đúng không? Vậy thì alpha là 0,05 mà chia 2 ra, chia 2 ra thì nó bằng 0,025, đúng không? Và cỡ mẫu n của mình là 20 thì là trừ 1 của nó còn 19. Như vậy thì cái t này mình sẽ tra cái t 19 0,025 và nó bằng là 2,090 2,0930. Mình tra cái bảng số 4. Bây giờ em coi cái bảng số 4 nè. Đây cái bảng số 4. Bảng số 4 không? Mình tra ở cái dòng mà nó có cái chữ DF bằng số 19, tức là số bậc tự do nó là 19. Thấy chưa? Số bậc tự do nó 19. Và cái cột có số là 0,25. 0,25 như này. À, 0,25 là cái cột này đúng không? Thì nó ra được con số này. Em thấy chưa? Em thấy chưa? Tra dễ không? Để em tra cái số 19 nè, cái cột cái dòng mà nó có con số 19 và cái cột mà nó có con số là 0,025. Ra xuống đây. Em tra ở đây. Rồi sau đó em đảo lại nè. Như vậy thì em sẽ được con số là T 19,0025. Thì con số này nó bằng 2,0930. Rồi sau đó mình sẽ tính cái sai số ước lượng. Cái sai số ước lượng là cái gì? 2,0930 nhân cho mấy? Nhân cho s, s ở đây là bằng 0,5 nha, 0,5 và chia cho căn n là căn 20, à, tính ra là 0,234, 0,234 đấy, 0,234. Nếu nếu mà làm tròn bốn chữ số là 0,2340. Rồi bây giờ mình lấy x ngang trừ e, x ngang của mình lúc nãy là 48, 48 bây giờ mình trừ cho e này nó ra là 47. 7,776 776 47,766 sao 766 số này mình tính không đúng gì tính đúng chưa em 234 nè. Bây giờ mình lấy 48 trừ cho cái số này 4776 này là thầy tính kết quả này nó sai rồi. Sửa lại 47,766 không 66.
Rồi bây giờ mình thử tính cái kết quả còn lại coi đúng không ha. Chỗ này mình sửa thành dấu cộng nè. Mình sửa thành dấu cộng nè. Mình tính là 48,234 đúng chưa? Đấy. Chỗ này cái đáp án thì mình cũng sửa lại luôn, tại vì lúc nãy trên nó sai, nó kéo xuống đáp án sai, cái này là số 6 rồi. Lưu lại. Thì tới đây là mình xong. Mình kết luận là với độ tin cậy 95%, khoảng ước lượng cho khối lượng trung bình mỗi bao bột mì là từ 47,766 đến 48,3234. Đơn vị nó là kg các em. Đơn vị nó là kg. Kg. Đơn vị nó là kg, thầy quan ghi đơn vị. Cái bài này các em theo kịp không? Bài này theo kịp không? Đấy. Thì bây giờ em coi cái đề lại nè. Lời giải nè. Lời giải thì nó ra bốn bước đó các em. Bước thứ nhất là mình xác định cái biến ngẫu nhiên với cái tham số mình cần ước lượng. Thấy không? Và mình chỉ ra những cái vấn đề nào đó là đề nó cho. Thấy không? Là bước thứ nhất. Ở chỗ này thầy gạch đầu dòng thứ nhất nè, không? Bước thứ hai là mình sẽ tìm cái giá trị tới hạn nha. Tính cái giá trị tới hạn này. Bước thứ ba mình tính sai số ước lượng nha các em, tính sai số ước lượng. Và bước thứ tư là mình tìm cái khoản ước lượng nha. Thì cái bài này thầy cũng lấy ở trong cái tài liệu của thầy Điền đó các em. Em có thể xem lại trong tài liệu của thầy Điền, hoặc là có thể em sẽ xem lại cái bài cái video thầy quay đưa lên nha.